cho các bạn. Trên tay mình là chiếc Redmi Pro, một chiếc máy mới được Xiaomi ra mắt. Thì trước đây chúng ta đã khá quen thuộc với dòng Redmi, có những chiếc Redmi Note 2, Note 3, nhưng mà đây lần tiên thì Xiaomi bỏ chữ Note mà họ chỉ còn Redmi Pro trong tên gọi. Thì sẽ có những cái điểm nổi bật trong chiếc máy tầm giá 5 triệu đến 6 triệu này, ví dụ như nó có hai camera hay là chip xử lý với 10 nhân. Rồi, hôm nay mình sẽ nói chi tiết. Đây là phía mặt trước của Redmi Pro. Chúng ta có một cái màn hình 5.5 với độ phân giải Full HD. Ở phía trước chúng ta có camera, loa thoại, và dưới là nút Home với cảm biến vân tay tích hợp giống như là ở trên Mi 5. Hai bên này là hai cái phím cơ bản của Android. Đây là cạnh dưới của Redmi Pro. Chúng ta thấy là sự xuất hiện của hai cái giải loa được làm rất là trau chuốt. Ở giữa là cổng USB-C. Ở bên cạnh bên trái chúng ta có một cái khe SIM. Ở bên cạnh đối diện chúng ta có nút nguồn, nút tăng giảm âm lượng. Đây là cạnh trên của Redmi Pro với jack tai nghe 3.5, một cái mic và cái cổng hồng ngoại rất là quen thuộc. Nổi bật nhất ở trên Redmi Pro đó là phía mặt sau với cụm hai camera, một trong những cái điện thoại hiện đại hiếm hoi ngày nay có sự xuất hiện của hai camera cùng một lúc của phía mặt sau. Thì hai camera này có khác độ phân giải và khác nhà cung cấp. Thì camera phía trên có độ phân giải 13 megapixel từ Sony và camera phía dưới với nhiệm vụ là tạo hiệu ứng bokeh với độ phân giải 5 megapixel từ Samsung. Về thiết kế thì chúng ta thấy Redmi Pro khá là giống với lại OnePlus 3 cũng như là Xiaomi Mi 5. Đó là một cái mặt nhôm ở phía sau được phay xước và được mài cong ở hai cạnh. Từ góc nhìn này các bạn sẽ thấy là hai cái phần cạnh tiếp xúc sẽ được mài cong hơn một chút để chúng ta cảm giác cầm được thích tay. Xung quanh hai cái phần viền tiếp xúc thì được Xiaomi vát kim cương khá là lớn và nổi bật ở đây. Và phía trên màn hình chúng ta có kính 2.5D được mài cong ở bốn cạnh, rất là hiện đại. Và phía sau thì chúng ta có thấy sự xuất hiện của hai cái giải anten được làm màu bạc. Đây là giao diện MIUI 8 ở trên Redmi Pro, chúng ta thấy rất là quen thuộc. Về cấu hình thì cái máy này được trang bị chip xử lý Helio X20. Ngoài ra thì còn có phiên bản X25 cao cấp hơn. Thì đây là con chip hiếm hoi có 10 nhân xử lý, trong đó thì có theo được sắp xếp theo cái thứ tự là 442, tức là 4 nhân A53 thấp, 4 nhân A53 tiếp theo và 2 nhân A72 chạy xung nhịp cao. Ngoài ra thì cái máy có RAM 3GB, pin là 4050mAh, camera phía sau 13MP. Đó là những cái cấu hình rất là cơ bản của cái máy này. Và nó chạy Android 6.0. Mặc dù ý tưởng dùng hai camera để tạo hiệu ứng bokeh đã có từ lâu, nhưng mà không có nhiều nhà sản xuất trang bị camera kép cho smartphone như là cái Redmi Pro mình có trên tay ngày hôm nay. Để sử dụng cái tính năng này thì ở trong phần mềm của máy sẽ có một cái nút khẩu độ ở đây, các bạn sẽ bấm vào. Khi đó thì nó sẽ gọi chế độ này chế độ stereo mode, tương tự chế độ stereo trên âm thanh, tức là cái chế độ hai camera. Thì nó sẽ dùng hai camera này để chụp ảnh cùng lúc và nó tạo hiệu ứng bokeh cũng như là khả năng chụp trước lấy nét sau. Bây giờ mình sẽ thử bật nó lên. Đây là một cái ảnh mà mình chụp với hiệu ứng stereo, tức là hiệu ứng chụp dùng hai camera để chụp là lấy hiệu ứng bokeh. Còn đây là cái ảnh mình chụp dạng bình thường, thì các bạn sẽ thấy là cái phần phía sau được làm mờ rất là mạnh, tương tự như ở trên những cái máy ảnh cao cấp. Còn ở trên cái ảnh này thì nó chỉ là một cái ảnh bình thường. Ngoài ra thì với cái ảnh chụp bằng hai camera chúng ta có thể chỉnh được nhiều hiệu ứng, hoặc là đây là một cái ví dụ về hiệu ứng 3D. Chúng ta dùng máy để xoay để nhìn các góc cạnh của cái ảnh, hoặc là chúng ta cũng có thể lấy nét lại cái phần phía sau này. Đó, tức là phần phía sau sẽ nét và phần cái gói snack sẽ bị mờ, hoặc là mình sẽ lấy nét vào gói snack thì phía sau sẽ bị mờ. Hoặc là mình có thể chỉnh được khẩu độ ở đây. Khẩu độ giả lập mình đang để khẩu độ F16, tức là khẩu bé nhất, thì khi đó thì toàn bộ cái khung cảnh được làm nét nhất có thể. Còn nếu mà khi mình chỉnh về cái khẩu F0.6 thì cái phần phía sau rất là mờ, chỉ có cái phần lấy nét là nét mà thôi. Đó là tất cả về Redmi Pro, một cái máy có giá 5.8 triệu ở thị trường sách tay hiện nay, với vỏ ngoài là vỏ nhôm hoàn thiện rất là cao cấp và hiện đại, cảm biến vân tay, hai camera kép ở phía sau, chip xử lý 10 nhân. Xin cảm ơn các bạn.